Tính đến hết ngày 29 tháng 5, đã có 19 trên 30 quận huyện của thành phố tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp quận huyện. Đáng chú ý, tại đại hội lần này, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp được mở rộng về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là tăng tỷ lệ người có năng lực uy tín với công tác mặt trận. Họ chính là đại diện góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và sức mạnh đại đoàn kết trong các khu dân cư. Ông Đinh Minh Giới là thương binh tiêu biểu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa. Trên cương vị của mình, ông Giới gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách, vận động hơn 100 gia đình hội viên bàn giao mặt bằng giúp các dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và ga Cát Linh Hà Đông thi công thuận lợi. Mới đây, ông Giới được tín nhiệm bầu vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa. Là vinh dự. Khóa này là tôi là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nên là và cá nhân tôi là luôn luôn là gương mẫu và trách nhiệm nhiệt tình. Trước hết là đi đầu trong các cái là công việc. Đấy. Đi chức năng nhiệm vụ tuyên truyền vận động thì bản thân tôi là một cá nhân là gương mẫu và trách nhiệm nhất. Và trong mấy cái việc để đạt cái hiệu quả cao và xứng đáng mới được dân ở quận Đống Đa người ta cũng đang tin tưởng. 61 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2024-2029 vừa được Đại hội Mặt trận quận lần thứ 3 hiệp thương cử. Không chỉ trẻ hóa và tăng 4 ủy viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận khóa mới còn mở rộng thành phần tham gia là các cá nhân tiêu biểu có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm với công tác mặt trận. Tỷ lệ ngoài đảng tăng 1,5%, tỷ lệ dân tộc tôn giáo là 8,10% và tăng so với nhiệm kỳ trước là 2%. Đấy, và cái việc tăng các tỷ lệ trên và bảo đảm chất lượng cơ cấu này thì nó nâng cao được cái vị thế, vai trò và sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc. Là một người mà gắn bó với công tác dân vận, công tác mặt trận lâu năm và lần này thì được đại hội tín nhiệm tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của quận Nam Từ Liêm. Và đây là một cái niềm vinh dự, cũng là một cái tự hào. Chúng tôi thấy rằng là phải bám sát cơ sở, gần gũi với bà con và nắm bắt cho được cái tâm tư, cái nguyện vọng của cư dân. Nhìn chung, tại các đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp quận, huyện của Hà Nội lần này, công tác nhân sự đều theo hướng trẻ hóa cán bộ và mở rộng thành phần tham gia. Công tác nhân sự thì cũng đảm bảo mọi cái khâu trong công tác cán bộ theo đúng quy định của Trung ương, của thành phố. Và trong đó thì rất chú trọng việc mở rộng các cá nhân tiêu biểu tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, rồi mở rộng các tổ chức thành viên tham gia làm thành viên của mặt trận. Và đặc biệt hơn nữa là sự tham gia, sự xuất hiện của các cá nhân tiêu biểu mà nguyên là các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhân sĩ trí thức có nhiều tâm huyết, có cái tình yêu rất là rõ rệt đối với Hà Nội, thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi khi mà đã ngày càng đông các vị tham gia với Ủy ban Mặt trận các cấp. Người có uy tín trong cộng đồng là cầu nối gắn kết giữa chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến gần hơn với nhân dân. Lợi thế này sẽ giúp mỗi cá nhân tiêu biểu phát huy khả năng, sự tâm huyết của bản thân để đóng góp vào các hoạt động mặt trận các cấp toàn thành phố.